Theo khảo sát toàn diện về doanh nghiệp trên toàn cầu của HSBC, khoảng 63% các doanh nghiệp tại Việt Nam tin rằng Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ có tầm ảnh hưởng tích cực lên hoạt động kinh doanh của họ. Trong số 1.150 doanh nghiệp có trụ sở tại các nước thành viên trong Hiệp định CPTPP, thuộc 6 quốc gia tham gia khảo sát là Úc, Canada, Malaysia, Mexico, Singapore và Việt Nam. Có gần 46% doanh nghiệp kỳ vọng những lợi ích từ Hiệp định này Riêng Việt Nam có tới 63% doanh nghiệp hy vọng tầm ảnh hưởng tích cực của CPTPP. Việc CPTPP được ký kết mang một ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang có chiều hướng lan rộng. Theo đánh giá các chuyên gia kinh tế, việc Mỹ không có mặt trong CPTPP đi so với hiệp định TPP trước đó. Nhưng nhìn chung, các ngành như dệt may, da dày và ngành sử dụng nhiều lao động của Việt Nam vẫn được lợi. Việt Nam sẽ tận dụng được lợi thế giao thương với các nước thành viên hiệp định, nhất là các thị trường như Canada hay Mexico. Bên cạnh đó, thì trong bối cảnh một số nước đang thể hiện mong muốn tham gia hiệp định như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Philippines, thì dự kiến sẽ nâng lợi ích các bên tham gia lên 3 lần, tương đương 500 tỷ đô la Mỹ một năm.